Như là Phật, trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt, xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Before we begin our talk this morning, may I invite the whole community join your hand. Please join your hands together and we say the Buddha's name in three times. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2009, tức là ngày 18 tháng 7 năm Kỷ Sửu. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, để sinh hoạt và tưởng nhớ ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu năm nay. Và trước khi buổi nói chuyện bắt đầu, Pháp Hòa xin được cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình, người còn thân tâm được khỏe mạnh an vui, người mất nhờ nghe kinh thính pháp là siêu sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Thì trước khi chúng ta bắt đầu bằng tiếng Việt, thầy Pháp Hòa xin có vài lời bằng tiếng Anh trước để cho các người bạn Tây Phương dự lễ hôm nay, cũng như các em trẻ không có hiểu tiếng Việt đó, có thể hiểu được một vài điều của ngày hôm nay. Dear friends, on behalf of the Vietnamese Buddhist community in Regina, first of all, we would like to express our welcoming to all of you who are coming here with us this morning. And you know that this is a very special for all of us because this is the day for us to commemorate, to gratitude, to honor our parents, our ancestors. In our tradition, we always remember how hard, how much love, how much care that our parents always giving to us. Especially our mother. She was loved us since we in her womb. And after she gave birth, she still loved us, care for us, and support us all the way up to this moment. No matter how old we are, but in our mother's eyes, we still a baby. For those who already became the mother, you will experience what I share. Is that correct? Sometimes we overlove. We make our children feel that they're uncomfortable with our love. But for the young people, please understand that that is how mothers love. They so much care, they so much love, they just afraid that we walk on the wrong path. We are not happy enough, so that's why they put all their heart, all their effort, all their love to us. Sometimes I know that you don't feel appreciate with what she have done, because she's still there for you. That's why you don't see anything special. You don't feel that you miss her. But one day when she is no longer here, in that moment, you will miss her. You will feel that you need her words, you need her care. So therefore, if today you have a chance to have a look at yourself and you're so happy that because you still have a red rose, then be happy. And remind yourself to do something to make her happy. I remember that one of the sentences that the Vietnamese people used to write and hang on the wall. For those who still have mom,
Don't make her cry. Very simple, but that very powerful. And because one day you will become mother, you will become father, and you will love your children exactly the same as your parents love you now. And why there are so many songs, so many articles, they honor the mother, because the mother represents for love. The father's love, also very high, very strong, and very deep, but they never express. They just keep silent, they just stand behind the mother. So if you have misunderstand your dad, you think your dad does not love you, don't think that way. As the mother, as the father, they always love their kids, but in different ways. Some people they love, they show. Some people they love, but they hide. They do silently. In our Vietnamese history, we have a story like this. There was a mother. There was a young couple. They love each other very much. And one day, the man have to join the army. So at the time he left, his wife pregnant. So after he left, she gave birth, a boy. And every time when she missed her husband, she used to talk to herself and look like she talked to her husband, especially at night, when her son and herself sit in the lamp in the, at night, they light up the lamp, and her shadow reflect on the wall, and she look at the wall, think that is her husband, and she talk. Where have you been? Don't you know that I miss you that much? Look at our boy. He is 3 years old, he is 4 years old now. So every night, and when the son questioned, Mom, who are you talking to? And the lady say, oh, I talk to your dad. And he is a kid, so he believed that is true. So after the war over, the husband back home, and he hugged his son, and he say, honey, don't you know that I am your father? He said, no, 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 you are not my father. My father only came home at night. That make a big misunderstanding for him. And right in the moment, the boy said that. And he has a wrong perception in him. And he thought, after he left home, his wife engage with someone else. His wife have a relationship with someone else. So he keeps silence. He did not say anything. And you know that in our tradition, after you far away from home, when you back to your home base, your home, and you should do something to offer to your ancestor, to present, to let them know that you are home. That is the tradition. So today, the time that the wife went to the market to buy something to cook and to offer, and during that time, while the wife at the market, the father and the son talk, and the son said that, my father never back home in daytime. So this is daytime, and you said you are my father. It's not true. My father only come at night. He keeps silent. After the wife finished cooking, she set up everything on the altar. He hold the incense. He stand in front of the altar. He offer, and he did not talk to his wife. He roll up the mat, and he does not let his wife to bow the ancestor. Because to him, this wife is not
a good wife. This wife is not virgin anymore. She did not practice her virtue morality. And the wife, she thinks, I did not do anything wrong. He left home for a few years. I'm home. I do my best. I did not do anything wrong to him. I raised the boy. I raised our child. So she also keep that sadness, that sorrow in her. She did not express. And the husband also keep that upset in him. He did not express. So each of them, right in that moment, they live in the hell, the very cold hell. They did not talk to each other. And each of them, they have a very big pride. I did not do anything wrong. Why I have to talk to him first? Sometimes we are like that. We have the pride in us and we say, I did not do anything wrong. Why I have to say hi to him first? He have to come and talk with me first, otherwise I won't talk. After a week, she couldn't handle anymore. She went to the river to jump in. She suicide. And when, after the funeral, at night, the husband light up the candle and his shadow reflect on the wall. And right in that moment, the son yelled, Daddy, you home? He called his real dad. Look, my father is home. That is my dad. My mother used to talk to my dad in this time. Right in that moment, he understands the shadow of his wife is also him. The wife talked to him every night, talked to his wife's shadow. But when he feel guilty, he regrets. Everything is done. His wife died. He lost. And he totally damaged his family by his misunderstanding, by his pride, by his upset. We can learn from this story about our wrong perception. In our daily life, we may have a lot of wrong perceptions. We may misunderstand the one we love. But there is no way that we can talk. That is not right. If we have suffered, we need to come direct to that person and say it. I suffer. I am suffer. Please help. And if that person truly love us, they will listen to us. They will try their best to help us to transform, to overcome our suffer. In our relationship, in our communication, the conversation is very important. If we do not talk, we cannot understand. And if we cannot understand, how can we bring to that person our true love? So talking to each other is very needed. If we do not talk, we just hold our suffer inside of us. And we just work with that kind of sorrow. We work with that suffer. But we have no conclusion. We have no solution to do anything. We have no method. We have no ways to help. We just make that sorrow bigger, greater, wider, deeper each day. So in our practice, if you are suffer, you must come to that person. Honey, I am suffer. I need your help. And if that person listen, they will say, yes, can you please tell me? I'm willing to help. I'm willing to listen. Please do not say this. I don't want to hear.
If you suffer, work on yourself. That is not love. When they have garbage, they need to dump their garbage bin. We must help them. Give them a hand to lift up that garbage bin and dump it. So in our daily life, this kind of problem may happen to us. And if you're already in that kind of situation, we learn from this story. Don't just keep your sorrow, your suffer. You need to speak up. And remember that the pride is something very strong to prevent us to open our heart and to come to the other person. Do not keep that pride in us. Do not keep that kind of wrong perception in us. In Buddhist explanation, what is hell? Hell means when you feel unhappy. When you live in the very black situation, very dark situation, in that moment you are in the hell, you're in the dark hell. But when you can open your mind, when you can liberate, you can forgive something, you can forgive someone, right in that moment you are reborn in heaven. So heaven and hell is where? Because of us. It's based on us. How we create hell and heaven each day. We may step in hell, we may step in heaven every single minute. You're sitting here, you're in heaven. You go downstairs, someone took your shoes. You get upset, you're in hell right away. So in the explanation, the hell means completely suffer. Hell means distaste. Hell means unhappy. So you know that in our tradition we have a bodhisattva called Kustigaba, Địa Tạng Vương. Kustigaba. He holds a very stable stick, strong metal stick, on his right hand, and his left hand he holds the pure. Stand for the insight, stand for the solidity. We must have these two instruments in order to walk freely into hell. You know, you, for those who want to know who is Kustigaba, on the right hand side of the altar, he wears a crown. And so his hand holding the bright pearl stands for the insight, the wisdom. We must have the understanding in order to open the gate of hell in our family. So today, we come here to commemorate our loved one. And if they are still alive, we must make a vow. I vow to do something, to practice in such a way that I can turn the situation of my family. I turn the situation of my mom, my dad, my wife, my husband. Do not let them stay in the hell anymore. We're strong enough to help them. But before that, we must be a free person. We must out of hell first in order to help the others. This is to briefly summarize my talk in Vietnamese. So thank you again for your presence. And now I will speak in Vietnamese. Kính thưa đại chúng, chúng ta có một cái truyền thuyết là ở trên trời ngày xưa có một người chăn trâu tên là Ngu Lan. Ngu là trâu, con trâu. Lan là một người con trai.
người con trai mà chăn trâu, danh từ đẹp chúng ta gọi là Ngưu Lang. Anh Ngưu Lang này ảnh thương một cái cô tiên ở trên trời dệt vải, cô này tên là Chức Nữ. Thì hai người thương nhau, thành thử ra hay bê trễ cái công việc của mình lắm. Anh chàng Ngưu Lang thì đi tìm cô Chức Nữ, thành thử ra không có lo chăn trâu, để trâu chạy vào trong điện của Ngọc Hoàng. Còn cái cô này thì bổn phận dệt vải thì không lo dệt vải, lo đi hẹn hò, lo đi dating. Cho nên rồi một hôm thì hai người bị Ngọc Đế phạt, bắt ở hai cái đầu sông. Anh ở đầu sông, em ở cuối sông. Nhưng mà không có uống chung dòng nước vàm cỏ đông. Ở cái sông có kêu là sông Ngân, Ngân Hà. Ngân Hà là sông, sông Ngân. Và được một năm Ngọc Đế chỉ cho gặp nhau một lần thôi. Đó là ngày mùng 7 tháng 7. Cho nên cái đêm mùng 7 tháng 7 người ta gọi là thất tịch. Thất là 7, tịch là ban đêm. Đêm mùng 7, thất tịch. Thì khi mà hai người gặp nhau đó thì khóc dễ sợ lắm. Cho nên khi mà mùa này nè, mà nước mà mưa trên trời mà rơi như vậy, ta đó là nước mắt của Ngưu Lang Chức Nữ, cho nên chúng ta gọi là mưa ngâu. Mưa ngâu. Thì khi mà đi gặp nhau như vậy đó, thì Ngọc Đế mới sai những cái người thợ á, xây cầu. Thì các cái anh thợ này lo cãi nhau mà không có lo xây cầu cho đàng hoàng, thành thử ra Ngọc Đế giận, biến các anh này thành ra một bầy quạ. Và bắt á, là mỗi năm những con quạ này phải tụ lại, chung những cái đầu lại để trở thành ra một cái cầu cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Chúng ta gọi là ô thước. Thước cũng là một con chim, ô là quạ, có khi gọi là ô kiều, tức là cầu, cái cầu của những con quạ. Mà gặp nhau là giận nhau, cho nên cắn nhau, chí ché, nhổ lông nhau. Thành thử ra cái mùa này là những con quạ nó hay rụi lông. Đó là một cái truyền thuyết. Ở trong chùa chúng ta ăn cơm đó, mỗi khi ăn cơm thì cũng nhớ tới cái người dệt vải. Nhớ tới cái người dệt vải, chúng ta gọi là Chức Nữ đó. Cái bài chữ Hán nó như thế này: mỗi khi ăn cơm xong thì quý thầy phục nguyện. Phục nguyện thân phi nhất lũ, thường tư Chức Nữ chi lao. Nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Có nghĩa là thân phi nhất lũ, thân này mặc một miếng vải, dù chỉ một miếng vải đắp ở trên thân, nhưng mà phải thường nhớ nghĩ đến cái cô dệt vải, thường tư Chức Nữ chi lao. Chức Nữ tức là cái cô dệt vải. Thường tư Chức Nữ chi lao. Nhật thực tam sang, tức là ngày ăn ba bữa, ngày ăn ba bữa cơm, sáng, trưa, chiều. Thì mỗi một bữa cơm, mỗi một cái suy nghĩ, mình phải nhớ đến cái sự khó nhọc của cái người làm ruộng. Nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Cái bài đó sau này đã được dịch như thế này: chiếc áo thô do cô Chức Nữ, tô cơm tẻ nhờ bác nông phu. Người nào thọ dụng để tu, nhớ ơn Chức Nữ nông phu mỗi ngày. Thì mình mới thấy rằng ở trong cuộc sống của chúng ta đó, dù là một cái người làm ruộng dệt vải, chúng ta vẫn mang ơn. Tại vì thường thường chúng ta nói ăn mặc, có phải không? Ăn mặc, tức là cái cuộc sống của chúng ta có hai cái quan trọng: một là ăn, hai là mặc. Mà chúng ta luôn luôn nhờ những người dệt vải và làm ruộng, chúng ta mới có cái ăn, cái mặc. Vải có đẹp, cơm có ngon, thì nhờ những người đó. Họ có thể ăn cực khổ lắm đó, để họ làm gì? Họ nhường cái ngon cho mình, mặc dù mình mua chứ không phải họ cho. Nhưng mà họ không làm cái điều đó thì mình có tiền cũng vô dụng.
Cho nên trong cái truyền thống của người Việt luôn luôn nhớ ơn. Ăn một cái cây thì nhớ người trồng hộp, nằm võng thì nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Hồi nhỏ mà học cái bài thuộc lòng cái giáo vậy đó. Ăn một con ốc thì nhớ người đi mò, sang đò thì nhớ người chèo chống. Những cái bài học đó hồi nhỏ, hồi mình học lớp mẫu giáo hay lớp 1, lớp 2 gì đó, và thầy cô đã chỉ cho mình cái đó. Cho nên khi lớn lên á, Pháp Hòa nghiệm lại thì Pháp Hòa thấy ông bà mình rất là hay, vì luôn luôn hướng dẫn chúng ta sống là chúng ta phải nhớ ơn nhau. Không phải những người mà gần gũi với mình nhớ ơn đã đành rồi. Thậm chí những người dưng nước lã chúng ta cũng nhớ ơn, nhớ ơn họ. Cho nên ngay trong chùa mỗi bữa ăn cơm là phải đọc cái bài kệ đó, cái bài mà nhắc nhở sau bữa cơm: chiếc áo thô do cô chức nữ, tô cơm tẻ nhờ bác nông phu, người nào thọ dụng để tu, nhớ ơn chức nữ nông phu mỗi ngày. Rồi mỗi khi bưng cái bát cơm lên trước khi ăn thì lại quán nguyện, xin nguyện ăn cơm với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Chúng ta ăn mà chúng ta còn nhớ ơn thì cái bữa ăn đó tự nhiên thấy có ý nghĩa. Tại vì mình không có ăn trong quên lãng, mình không có ăn cơm trong cái sự hời hợt, mà mình ăn cả một sự trân trọng, cả một sự nhớ ơn. Người thân của chúng ta đó, họ cũng có ơn với chúng ta nhiều lắm, nhưng mà đôi khi chúng ta quên, chúng ta không có nhớ. Mình nghĩ người đó chồng mình mà có gì ơn, người đó vợ mình có gì mà ơn, người đó con mình mà có gì mà ơn. Nhưng mà nghĩ cho kỹ, mình phải nói là mình mang ơn. Tại vì cuộc sống của chúng ta đi làm về chút xíu thôi là có ăn. Vợ đi làm về cũng mệt vậy, nhưng mà lại phải vô bếp nấu ăn, lên bữa ăn là thấy tràn ngập sự biết ơn. Mỗi khi mà một cái ngày đại lễ mà hoàn tất á, thì buổi chiều Pháp Hòa dọn dẹp và đi khắp trong chùa, thì tự nhiên trong lòng nó tràn lên một niềm biết ơn đầy với tất cả những người Phật tử. Tại vì ngày hôm nay đại lễ Vu Lan, đại lễ Phật Đản đã hoàn tất trong một cách viên mãn như vậy. Không có những vị này, đại lễ không có thành tựu được. Chẳng hạn như ngày hôm nay mình đến đây, thiếu một số những người kỳ cựu trong chùa đó. Thử sáng hôm nay mình cũng hơi lật đật đó, quý vị thấy không? Mà mình đừng có nói rằng á, thôi có tôi cũng được, không có tôi cũng xong. Đừng nói như vậy. Có mình việc xong, không có mình việc cũng xong, nhưng mà xong trong cái sự không có hoàn hảo. Cho nên mình phải thấy mình cũng là một phần tử đóng góp rất hay, rất mầu nhiệm trong tăng thân, trong đại chúng. Mình đừng có thấy rằng mình là cái người không ra gì trong gia đình. Không có đâu. Mình nghĩ vậy cũng tốt đó, nhưng mà chính mình không ra gì, cho nên mỗi lần có mình cái tự nhiên nó có cái gì. Đừng nghĩ mình không ra gì. Nghĩ như vậy có nghĩa là mình khiêm cung, nhưng đừng bao giờ nghĩ mình không ra gì thành thử cứ đi hoài ngoài đường, không bao giờ ở nhà. Phải ở nhà thì tự nhiên cái nhà nó khác liền à, phải không? Thí dụ như giờ mình nói ví dụ như là cái bình trà, châm trà ra mà không có cái nắp, tự nhiên thấy cái bình trà nó trơ trẽn, nó thiếu sao đâu, có phải không? Bình trà phải có cái nắp. Dù mình chỉ là một cái nắp, nhưng mà cái nắp đó nó làm lên cả một cái bình trà. Pháp Hòa hôm cách đây mấy hôm có nói chuyện với mấy em thanh niên người ngoại quốc, thì Pháp Hòa có nói rằng, bị nó nói là nó là useless, là vô dụng. Nó nói không, nếu mà người ta cả một cái vườn hoa mà không có những thảm cỏ thì tự nhiên cái vườn hoa nó mất đẹp. Hoa thì cũng phải có cỏ một chút thì tự nhiên nó mới thấy đẹp. Mặc dù mình nói là mình chưng hoa, nhưng mà thật sự không có những cái lá để điểm tô thì tự nhiên bình hoa nó không đẹp, có phải không?
Cho nên mình là lá, là hoa, là cành, là nhánh, là bất cứ cái gì, mình cũng có chỗ dụng của mình hết. Và tất cả chúng ta phải phát cái tâm, có cái nhìn, tất cả mọi người xung quanh ai cũng đều có những đóng góp, ai cũng là những người hữu dụng. Quý vị trưng những cái bình hoa nhật mà thiếu những nhánh cây khô thì tự nhiên cái bình hoa nghệ thuật đó nó thiếu. Một cái bình hoa nghệ thuật là phải có những, thỉnh thoảng điểm một vài cái nhánh cây khô vô, nó đẹp bình hoa liền. Có những trái thông khô nó rớt xuống, nhưng nếu mình biết lượm những trái thông khô đó về, mình trang điểm á, mình trưng bày, thì những trái thông khô nó đẹp vô cùng. Hôm rồi đi chơi thăm viếng tu viện Tây Thiên, có quý bác lớn tuổi ngồi lượm từng trái thông, con nhỏ nhỏ. Con hỏi lượm chi, bác nó ở bên Mỹ nó không có cái trái thông này, mà thường thường trái nào trái nó bự, nó không đẹp. Ở đây có những cái trái thông nhỏ dễ thương đó, lượm đem về trưng trên bàn khách. Già tám mấy tuổi mà còn nghệ thuật. Ngày xưa ở Việt Nam có một cặp vợ chồng, anh này tên là Trương Sinh, cô này tên là Vũ Thị Thiết. Hai người thương nhau và sống với nhau hạnh phúc. Thì trong khi mà cô Vũ Thị Thiết có mang đó, thì đất nước lâm nguy, cho nên người chồng phải đăng ký đi đánh giặc. Ở nhà cô hạ sinh một người con trai, đặt tên là Đảng. Bao nhiêu năm trời người chồng đi mất tích. Ngày xưa đi đánh giặc khổ lắm, không phải được như bây giờ, có đài truyền hình tới thâu trực tiếp rồi báo cáo chuyện gì chuyện gì, không có. Ngày xưa đi đánh giặc là coi như là xong rồi đó. Nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Cô ở nhà cô hạ sinh một đứa con và cô nuôi nấng đứa con đó. Và mỗi khi đem về, cô rất là nhớ chồng và ôm đứa con mà khóc. Thì mỗi đêm đó thì đốt cái đèn dầu lên, thì cái bóng của cô nó soi ở trong tường. Thì cô ngồi và cô nhìn vô cái tường và cô nói chuyện, và cô tưởng tượng như cái chiếc bóng đó là chồng của mình. Thì thằng nhỏ nó hỏi mẹ ơi, mẹ nói chuyện với ai? Thì cô mới nói mẹ đang nói chuyện với bố con. Thì nó cứ tưởng cái bóng đó là bố nó. Thì sau khi mà giặt giả xong thì người chồng trở về. Thì theo cái truyền thống đó, khi mình đi về thì mình phải làm cơm để cúng tạ ơn tổ tiên. Người vợ đi chợ, thì ở nhà anh mới ẵm con và anh nói rằng: con ơi, cha là cha của con, bố của con đây, ta thương con, ta nhớ con, bao nhiêu năm trời xa cách. Thì đứa nhỏ nó la lên, nó nói: dạ không, ông không phải là cha của cháu. Cha của cháu bây giờ ban ngày không có về đâu, cha chỉ cháu về ban đêm thôi. Thì nói như vậy thì người chồng ghen và nghi lầm vợ, nghĩ rằng vợ mình ở nhà không có chung thủy. Mà nó nói về ban đêm là chắc chắn thôi, người tình là về ban đêm là đúng rồi. Giống như ngày xưa mà Phan Kim Liên khóc Võ Tòng, à phải không, à, Võ Đại Lang. Võ Tòng đi về thấy cái đèn treo trước cửa, Võ Tòng hỏi: ai lâm nguy mà ta chẳng hay, sao tiền môn lại treo đèn tan khiến lòng hoang mang. Đi qua nhà hàng xóm hỏi, hàng xóm mới nói: cái cô đó không có được đâu, ban ngày giả bộ khóc đưa ma, chờ đến tối là sang nhà Tây Môn Khánh. Thì khi mà cái cô này nghe cái đứa nhỏ nói như, cái anh này nghe đứa nhỏ nói như vậy thì anh nghi ngờ lắm vợ mình. Và đúng như vậy, cái người vợ mà không có chung thủy mới đi về ban đêm như vậy. Thì hôm đó nấu thức ăn rồi dọn lên bàn thờ cúng, và anh chụp ba cây nhang, anh đứng ngay giữa bàn thờ anh khấn. Khấn xong rồi anh lạy xong rồi anh cuốn chiếc chiếu lại,
anh không cho vợ lại. Tại vì đối với phong tục Việt Nam, một người vợ mà không có giữ cái thủy chung thì không có xứng đáng để lễ tổ tiên. Và anh không có nói lý do anh giận. Và người vợ cũng rất là tự ái, vì khi nghĩ lại mình đâu có làm cái gì sai. Bao nhiêu năm trời nay ông đi, mình ở nhà mình hết lòng hết dạ, tròn bổn phận, chẳng những phải nuôi mẹ chồng, cho tới ngày mẹ chồng mòn mỏi qua đời cũng một tay mình lo hết. Về chưa một lời an ủi, chưa một lời cảm ơn, mà lại đối xử với mình như vậy. Giận lắm không có nói. Tôi không bao giờ tôi nói chuyện ông trước, trừ khi nào ông ta nói chuyện với tôi. Có không? Đôi khi mình như vậy. Tôi có làm gì sai đâu. Bây giờ nói chuyện với tôi nấu cơm cho ăn. Còn không nói chuyện với tôi cho nhịn đói. Đó là cứng rồi nha. Còn mềm chút nữa, tôi nấu tôi để đó, thích ăn thì ăn, không thích ăn thì thôi. Còn nếu mà tê nữa, không thèm nấu gì hết, xách vở đi shopping. Mình ăn một bụng no rồi về mình ngủ. Ông muốn làm gì cũng làm. Còn ông chồng thì giận lên rồi cái giác cái áo, rủ ông bạn ra Tim Hortons ngồi. Bây giờ có Tim Hortons, hồi xưa có Starbucks. Mà thích nữa vô second cup, tại uống một ly không đủ, uống ly second. Uống một ly thứ hai, không muốn về nhà. Về nhà bây giờ lạnh lắm. Bây giờ hai cái địa ngục, mà không phải địa ngục của lửa, mà địa ngục của hàn băng. Lạnh lắm, không ai nói với ai hết. Thì một tuần lễ sau, cô này chịu hết nổi rồi, chịu không nổi cái không khí ngột ngạt. Tưởng ông đi đánh giặc về thì gia đình được an vui hạnh phúc, bây giờ ông đi về không biết có chuyện gì đây. Chắc có lẽ ông cũng quen với ai nữa. Ông lạnh lùng với mình như vậy. Cho nên cuối cùng thì cô mới đi xuống sông. Cô đi xuống sông và cô đã nhảy xuống sông, cô tự vẫn. Thì khi mà cô tự vẫn như vậy đó, thì người chồng rất là ân hận. Người chồng nghĩ rằng tại sao mình không có nói ra những cái niềm đau nỗi khổ đó để cho vợ mình phải đi chết như vậy. Thì cái đêm đó anh về anh ru con ngủ, anh ẵm đứa con trong lòng ru ngủ, thì cái bóng của anh nó cũng soi lên tường. Và thằng nhỏ nó thấy, nó la lên, nó nói: chú ơi chú, ba con về rồi. Đó đó, ba con đứng kìa, mẹ con thường nói chuyện với ba như vậy. Lúc này đổ vỡ ra, thì ra vợ mình không có phải là người vợ không có chung thủy, mà vợ mình đã thương mình đến mức độ đã ví vợ mình như cái bóng và đã nói chuyện với cái bóng. Như vậy thì mình đã hiểu lầm vợ. Ở trong kinh đó, chúng ta có một danh từ là vọng tưởng. Quý vị có nghe danh từ đó không? Bát Nhã Tâm Kinh thường nói đó. Cái vọng tưởng là gì? Là những cái suy nghĩ, những cái suy tư, những cái biết mà là không có đúng sự thật. Chúng ta gọi là vọng tưởng. Mà cái câu kế là vọng, thường thường vọng tưởng là do cái gì? Vọng tưởng gì? Điên đảo. Điên đảo tức là nó gì? Nó không có ngay ngắn, nó không có thẳng tắp, nó không có chân chính, và luôn luôn là nó sai. Điển viễn ly, chúng ta phải viễn ly điên đảo mộng tưởng. Bây giờ chúng ta có thể gọi cái đó là tri giác sai lầm. Còn nói gần gũi là hiểu lầm, hiểu sai. Khi mà hiểu mà nó không đúng sự thật thì gọi là hiểu trật, hiểu sai. Mà nên nhớ rằng khi mà chúng ta hiểu đã sai thì tức khắc lời nói nó sẽ sai, việc làm nó sẽ sai. Cho nên rồi cái anh chàng Trương này đã hiểu lầm vợ như vậy, đã không nói ra. Mà vợ cũng bị cái tự ái làm cho không thể nói ra được. Tôi tự ái. Cái tự ái của tôi là bởi vì tôi không thể nào tôi đi nói chuyện với một cái người mà tôi cảm thấy tôi không có lỗi. Khi mà cái cô Vũ Thị Thiết này chết như vậy đó, thì người ta có làm một cái miếu cho cô ở ngay cái dòng sông đó. Sau này khi mà vua Lê Thánh Tông đi đến dòng sông đó, đến cái làng đó, cái làng đó tên là làng Nam Sương.
Cái làng đó tên là làng Nam Xương. Và cái người thiếu phụ đó, người ta gọi là thiếu phụ Nam Xương, đã lập lên một cái miếu để tưởng niệm, người ta gọi là miếu vợ chàng Trương. Vua Lê Thánh Tông đi đến đó, và Lê Thánh Tông biết được câu chuyện như vậy và đã cảm động, ghi là một cái bài thơ ở trên ngay cái chỗ đó. Nghi ngút đầu gền tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả có hai vần nhật nguyệt, giải oan chi mượn đến đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng Trương khá phũ phàng. Đôi khi mình cũng phũ phàng như vậy, mình cũng trách người thương của mình như vậy, mình trách người ta một cách oan ức. Mà nếu mà người kia có bị oan ức thì phải nói lên. Mà nếu mà người kia có thật sự có lỗi thì phải chỉnh đốn cái lỗi. Tại vì nếu không thì người kia đau khổ và sẽ đi tìm tới một cái chết. Ở trong rừng á, nó có những cái con thú á, nó hay lắm. Quý vị biết là có những con thú trong rừng á, khi mà nó bị thương á, là nó không đi đâu hết, nó không đi tìm mồi, nó không làm gì hết, nó đi kiếm một cái chỗ rất là yên, nó nằm xuống. Nó nằm yên như vậy để cho cái vết thương nó từ từ nó lành lặn. Tại vì con thú thì làm sao mà ai dám tới gần mà đắp thuốc cho nó, hay là biết cây cỏ gì mà đắp thuốc cho nó. Và cái cách mà con thú nó tự nó chữa nó là nó đi tìm một cái chỗ nó ngồi, nó nằm cho yên, để cho cái vết thương nó lắng xuống, nó liền lặng lại. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta có những vết thương lòng, mà nếu chúng ta càng vung vẩy, nếu chúng ta càng đi tìm làm cái gì đó, thì cái vết thương nó càng lở ra, loét ra và không có lành lặn. Cái tốt nhất là chúng ta nên đi tìm chỗ nào yên tĩnh để chúng ta lắng xuống. Đa số là mình không làm như vậy. Mình giận lên á thì mình không biết chỗ nào yên để mình ngồi mình làm gì. Mình la lên, mình hét lên, mình đập đổ. Hay là mình đi tới một người bạn để mình nói ra những cái điều đó, rồi bạn mình không có may mình gặp những người bạn xúi bậy. Hay là mình đi vào quán bar, mình quán nhậu, hay là mình đi tới những cái nơi nào đó mà hoàn toàn nó làm cho cái vết thương của mình đau khổ thêm. Thậm chí mình đi uống rượu, mình uống rượu cho thiệt là say, để mình mong rằng á, cái say này nó làm cho mình hết cái buồn. Nhưng mà hết không? Không có hết. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Khi mà rượu nó hết rồi, canh nó tàn rồi thì mình tỉnh, nhưng mà cái vết thương nó vẫn còn y chang đó. Vết thương lòng thì chưa hết, nhưng mà sức khỏe thì giảm suy. Cho đó không phải là cách. Cho đó không phải là cách. Mình phải học như những con thú ở trong rừng á, là đi tìm chỗ yên để lắng xuống. Cho nên cái ngôi chùa nó hay đó, là khi mà chúng ta đau thương á, chúng ta tìm tới chùa. Chùa như là cái bệnh viện vậy đó. Kinh điển của Đạo Phật, của Đức Phật giống như là những phương thuốc. Chúng ta là những bệnh nhân. Các thầy, các sư cô trong chùa là y tá, bác sĩ. Y tá, bác sĩ có nghĩa là họ cũng vững, nhưng mà họ biết chăm sóc mình. Thành thử ra rồi mình đến đó, cái họ đem kinh ra là những phương thuốc, họ giúp cho mình chữa bệnh. Cho nên chùa là nhà thương, kinh là thuốc, thầy cô trong chùa là bác sĩ, là y tá. Mình là bệnh nhân, mình đi tới chùa. Tới chùa mình tụng kinh, thay vì mình đi tầm 7-3 giờ mình vô mình tụng thầy kinh. Tụng xong cái tâm mình lắng xuống. Cho nên nhiều khi á, mình sống với nhau mà mình không có hiểu nhau. Cho mình dù mình sống chung vậy đó, nhưng mà cái mầm mống mà chia rẽ đó, cái ý nghĩ bỏ đi đó, nó bắt đầu nó len lói trong lòng của mình. Ở trong truyện Kiều có hai câu: trong khi chấp cánh liền cành, mà lòng run rẽ đã dành một bên. Câu rất hay. Trong khi mà chấp cánh liền cành, nghĩa là trong khi mình sống chung với nhau đó, giống như cây mà liền cành, mà chim mà liền cánh vậy. Nhưng mà trong đó nó có cái âm thầm, nó ngấm ngầm
cái sự rẽ rúng. Trong khi chấp cánh liền cành mà lòng rẽ rúng đã dành một bên. Mái tay để lạnh hương nguyền, cho duyên đầm thắm ra duyên bẻ bàn. Lẽ ra cái duyên này nó đầm thắm lắm, nhưng mình không biết sống, mình không biết làm, mình không có khéo léo, mình để cho nó thành ra cái duyên bẻ bàn. Ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây thì có một Phật tử cho Pháp Hòa biết là hai vợ chồng đó Pháp Hòa biết, và chúng ta tìm cách hàn gắn. Hôm nay họ đã hàn gắn lại. Cái lễ này không có, bởi vì các vị đó đang đi chơi với nhau để mà có lại cái sinh khí trong gia đình. Pháp Hòa nghe Pháp Hòa rất mừng. Pháp Hòa nói không sao, tại vì mùa Vu Lan là mùa xây dựng lại cái đổ nát. Mùa Vu Lan là mùa của tình thương. Vu Lan là mùa của sự hiếu hạnh, báo ơn cho nhau. Báo ơn đây không nghĩa là chỉ chúng ta chỉ báo đền công ơn cha mẹ, mà chúng ta còn báo ơn cho những người thân của chúng ta, như là vợ, như là chồng. Cho nên nếu mà mình đã làm chồng buồn, chồng khổ, thì chúng ta phải tìm cách hàn gắn lại. Nếu chúng ta đã lỡ làm cho vợ buồn, vợ khổ, chúng ta hàn gắn lại. Đó gọi là hiếu. Bởi vì chữ hiếu là sao? Chữ hiếu là nó do hai cái chữ người ta ráp lại. Một chữ là chữ lão, một chữ là chữ tử. Hai cái chữ đó ráp lại thành ra chữ hiếu. Như vậy thì chúng ta đối với người trên hiếu, chúng ta đối với người dưới cũng hiếu. Lão là tượng trưng cho người già, tử là tượng trưng cho người trẻ. Mà chữ hiếu ở trong đạo này có nghĩa là chúng ta luôn luôn đối tốt, đối tốt với người kia, đối tốt với cái người thương của mình. Thí dụ bây giờ mình thương chồng mình mà mình không thương cha mẹ chồng cũng đâu được. Thương chồng thương luôn cha mẹ chồng. Mà thí dụ lỡ cái người chồng đó mà có sai quấy với mình, mà cha mẹ chồng không có làm gì lỗi với mình, thì đôi khi có nhiều vị cũng vẫn giữ cái đạo hiếu đó. Hay lắm. Mà khi mà chúng ta sống mà hài hòa được với nhau, đó là chúng ta duy trì cái cách đẹp sống đó cho con cháu. Nó thấy cha mẹ sống an hòa quá, nó thấy cha mẹ sống bình an quá, nó học theo cái cách sống đó. Có những đứa con chưa bao giờ thấy cha mẹ gây gổ, cho nên mỗi lần nó ra ngoài đường nó thấy ai mà la lớn tiếng nó sợ lắm. Bởi vì trong gia đình vợ chồng chưa bao giờ có lời qua tiếng lại mà lớn tiếng. Muốn cái gì đó vô trong phòng ban đêm á, hai vợ chồng nói qua nói lại, chứ không bao giờ để cái sự gây gổ trước mặt con cái. Đó là nuôi dưỡng, đó là hiếu đó. Tại vì mình không đối với người trước xấu thì làm sao mình để cái hình ảnh xấu đó cho con cái được. Cho nên á, nếu mà mình sống với nhau đó mà mình có suy nghĩ rằng mình sẽ bỏ đi, mà mình có suy nghĩ như vậy rồi đó nha, là thế nào rồi cái chuyện đó nó cũng thực hiện à. Tại vì cứ mỗi ngày chút, mỗi ngày chút, cứ giận chút cái chắc tôi phải bỏ ông này quá, giận chút cái chắc tôi phải bỏ cái bà này quá, cứ nghĩ chút chút như vậy là lâu ngày nó thành ra cái gì? Nó thành ra cái nghiệp, ý nghiệp. Và cái ý nghiệp mà nó sâu đậm rồi, nó đi đến cái gì? Cái thân nghiệp, tức là chúng ta sẽ hành động. Ở đây á, mình không có nói rằng bất cứ chuyện gì mình cũng phải, nhưng mà nó tùy theo hoàn cảnh. Mình nói là mình nói cái hình, cái chung chung thôi. Khi chúng ta có những cái đau thương, chúng ta có những cái hiểu lầm, chúng ta phải nói ra. Chắc mình hiểu đúng không? Thành ra mình phải nói, nói cho người kia có cơ hội giải thích. Mà người đó giải thích, phải không? Thì chúng ta có cơ hội chúng ta hiểu. Còn nếu không á, thì mình cứ tự động mình sắp xếp, mình làm cái công việc của mình thì nó uổng lắm. Mái tay để lạnh hương nguyền, cho duyên đầm thắm ra duyên bẻ bàng. Lẽ ra cái duyên mình nó ấm êm, nó đẹp lắm, nhưng mà bởi vì mình không có khéo xử cho nên đã để ra cái duyên bẻ bàng. Rồi nhiều khi cha mẹ hiểu lầm dâu, hiểu lầm rể, thì có thể cha mẹ có những cái lời nói, có thể cha mẹ có những hành động để cho hai vợ chồng hiểu lầm nhau, xích mích với nhau. Thành thử ra chúng ta phải nhìn lại, đừng có để những cái đau thương đó, những cái hiểu lầm đó, những cái bực tức đó
nó làm cho cái gia đình đổ nát, giống như là anh chàng Trương. Cho nên câu chuyện này nó xảy ra ở tại Việt Nam cả bao nhiêu năm về trước. Nhưng bây giờ chúng ta mang câu chuyện ra thì chúng ta vẫn học được như thường. Chúng ta đừng có làm như là thiếu phụ Nam Xương, đừng có làm như cô Vũ Thị Thiết, buồn quá không có làm gì hết, chỉ còn cách đi tự vẫn là xong. Pháp Hòa có nói chuyện với những người khổ rồi họ định đi tự vẫn. Pháp Hòa nói anh làm như vậy để làm gì? Chị làm như vậy để làm chi? Mình làm như vậy thì mình hết mình thì khỏe rồi đó, nhưng mà con cái còn lại làm sao đây? Ai chăm sóc, ai lo? Thí dụ anh chàng Trương đó, ảnh hối hận, anh nguyện là anh sống trọn đời ở vậy không lấy vợ khác, thì thôi cái chuyện đó hy hữu. Biết ai có giữ được đó không? Nếu người kia đi tới một bước nữa, liệu họ có thể thương con mình giống như mình thương không? Cho nên làm gì thì làm, vẫn phải thấy rằng mình còn những thứ khác. Mà Pháp Hòa cứ ví dụ hoài ở trong Kinh Bách Dụ, chúng ta nắm một nắm đậu. Lỡ mà có rớt một hai hột đậu thì đừng vì một hai hột đậu đó mà để cả nắm đậu xuống rồi đi lượm một hai hột đậu đó. Chúng ta quên giữa một hai hột đậu và một nắm đậu, cái nào nó hơn? Đôi khi chúng ta cứ nghĩ là một hai hột đậu đó cần phải lượm lên, để một nắm đậu xuống, nhưng mà mất thì giờ lắm khi phải nắm cả nắm đậu trở lên lại trong tay. Hôm nay lễ Vu Lan, cái chữ Vu Lan Bồn nó có nghĩa là giải cứu những người ở dưới địa ngục đang bị treo ngược. Bây giờ mình nhìn lại trong gia đình của chúng ta, hay bản thân chúng ta có đang bị treo ngược không? Đau khổ là tượng trưng cho bị treo ngược. Bây giờ chúng ta phải hoán chuyển lại cái tình hình trong gia đình, không để cho những cái đau thương đó nó tiếp tục. Hôm nay lễ của mình có vắng một số những Phật tử thuần thành, nhưng mà những vị này có những cái sum họp với gia đình, email cho họ biết xin lỗi là thầy về mà không có thể đến được, bởi vì và gia đình có những ngày sum họp, nó không sao. Thành thử ra khi mình thấy được một người nào có hạnh phúc, một gia đình nào có hạnh phúc, mình sanh tâm hoan hỷ. Chư Tổ dạy hay lắm, thấy ai mà thành tựu chúng ta nhìn và chúng ta tự khích lệ mình cố gắng, thấy ai thất bại chúng ta tự nhắc nhở mình không đi, không giẫm đạp lên những cái lỗi lầm đó nữa. Thành thử ra trong Việt Nam mình á, mình có nhiều những câu chuyện. Chẳng hạn như năm ngoái còn kể quý vị nghe câu chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ đó. Anh chàng mà có vợ, có người thương hết sức mà không có biết giữ gìn, uống rượu về rồi đánh đập vợ, để một ngày nào đó người đó chịu hết nổi, người đó ra đi. Qua một câu chuyện đó chúng ta học. Rồi hôm nay chúng ta học câu chuyện thứ hai là câu chuyện của thiếu phụ Nam Xương. Đừng có để cái hiểu lầm, đừng có để cái tự ái nó xâm chiếm rồi mình không có làm gì được hết. Cái tự ái nhiều khi nó cũng hay mà nhiều khi nó cũng dở. Nó thấy nó làm cho mình không có hòa đồng được. Mà hễ tự ái thường thường nó đi dẫn tới cái tự cao, có phải không? Mà hễ tự ái tự cao nhiều quá, cái lâu ngày người ta cô lập mình, cái thành mình tình thành ra mình tự vận, là mình chết. Thôi trong cái buổi lễ này Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng qua cái câu chuyện này để chúng ta học hỏi với nhau. Pháp Hòa luôn luôn thưa với đại chúng là Pháp Hòa không có dám gọi là mình thuyết pháp, giảng kinh, không dám. Mà hãy cái gì biết được thì đem ra chia sẻ với đại chúng. Ngài ngồi đây là chia sẻ với đại chúng. Và chúng ta là những người cần phải học hỏi hết á. Sống ở trong chùa cũng giống như mình sống ở trong gia đình vậy. Thầy trò mà không hiểu nhau thì cũng làm gì được hết. Chị em huynh đệ Phật tử mà không hiểu nhau thì không thể nào làm Phật sự được. Cho nên nếu mà mình có nghe ai đó đến nói cái gì, đừng có ôm cái đó trong lòng rồi giận cái người kia. Thấy họ rồi mình thấy ngứt, mình làm những cái cử chỉ không hay, không dễ thương. Chị, bữa hôm tôi nghe người ta nói như vậy, giờ tôi muốn kiểm chứng lại để chị em mình đừng hiểu lầm nhau. Hay vô cùng, đẹp lắm. Cho nên trang nghiêm đạo tràng đó không phải là chưng hoa, không phải là treo đèn cho lộng lẫy,
Mà trang nghiêm đạo tràng là mỗi một thành viên vào trong này biết trang nghiêm tự thân, biết trang nghiêm thân miệng ý của mình để đi vào đạo tràng, thì tức khắc mỗi người đó là một cái đèn rất đẹp, một cái hoa rất đẹp, một bài kinh rất đẹp để trang nghiêm cái đạo tràng. Trang nghiêm đạo tràng không gì bằng hương thơm giữ giới, cúng dường chư Phật không gì bằng hoa quý của chánh hạnh. Trong gia đình cũng vậy, mình muốn trang nghiêm cái gia đình mình không, cái nhiều khi cái nhà mình nó lộng lẫy vô cùng nhưng mà vô trong nó lạnh ngắt, phải không? Có nhiều nhà mình vô mình thấy rất là bê bối nhưng mà ấm cúng vô cùng, vì khi nó bê bối những cái lặt vặt bên ngoài do con nít nó bày biện thôi, nhưng mà trong đó cái gia đình đó nó có cái tình thương. Còn những gia đình mà sạch quá trời quá đất luôn, mà tại vì đi hoài không qua bao giờ ai nhìn ai hết trơn, hễ mà ổng về thì bả đi, bả về thì ổng đi, có nhiều khi ổng ăn cơm bả lên lầu bả coi cải lương, bả hí hí cửa bả coi ổng ăn xong chưa, cái bả tắt bả đi xuống, tại ổng ăn rồi cái bả thấy ổng thấy bả xuống cái bắt đầu ổng lái lên lầu, ổng bắn game, ổng lên internet. À, rồi rốt cuộc rồi á, mình nói chuyện với ai biết không, nói chuyện với cái người mà mình không có thấy mặt ở bên đường dây bên kia, mà cái người sờ sờ trước mặt chưa hề nói chuyện. Mình có thể email nè, bây giờ nó hay lắm, con nít nó chụp bụp 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 về là text chat, phải không? Nó đi làm nhiêu tiền mùa hè để dành nó trả mấy cái đó đó, phải không? Nó để trả mấy cái text chat đó đó, nó lên nó ngồi nó nói chuyện với mình mà mình cứ thấy nó cầm nó bấm 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 vậy nè, mà nó không biết nó làm cái gì. Tới hồi để ý một hồi thì ra thân nó ngồi đây nhưng mà tâm nó gửi chỗ khác, phải không? Thành thử ra nhiều khi á, mình kiểm lại thân mình ở nhà mà tâm mình ở đâu. Mà thân tâm mình mà không có ở nhà thì cái nhà lạnh lắm. Thì Pháp Hòa có vài lời, có một câu chuyện nhỏ như vậy kể cho đại chúng nghe để chúng ta cùng học hỏi. Chùa hay là nhà nó giống nhau hết, cái quan trọng là mỗi chúng ta đều là những người hành giả, những người đang tu, đang sửa và đang có quyết tâm làm cho cái mái chùa của chúng ta trở nên ấm cúng hơn, làm cho mái chùa chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn, làm cho ngôi nhà của chúng ta có ý nghĩa hơn, ấm cúng hơn, mà không phải chỉ là cái nhà mà là một mái gia đình. Xin chúc đại chúng có một mùa Vu Lan an vui, hạnh phúc, đầm ấm với người thân. A Di Đà Phật. Giờ xin mời đại chúng chúng ta chắp tay và hồi hướng cầu nguyện cho người thân của mình hiện còn cũng như đã mất. Những người có mặt ở đây cũng như không có mặt ở đây luôn luôn được che chở trong ánh sáng tình thương của chư Phật, chư Bồ Tát và của những bậc trưởng thượng và tất cả chúng ta. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.